thì mình người ta đâu có cho mình biết cái ngôi mộ đó, nhưng mà biết là bả đi cầu số, bả xỉu ngang. Thì đó chết 3 ngày xong cái bả đi trên nóc nhà, bả giấu bánh tét người ta, rồi bả vô miễu bả ngồi, rồi bả đi lục cơm nguội người ta ban đêm. Bởi vì ở dưới người ta sợ lắm mà. Một luồng đen bự đi ngang qua. Luồng đen chỗ nào chỉ có thể diễn tả? Ở trong đây nè, ở trong bàn thờ mình á. À trong bàn thờ của Huyền, nguyên luồng đen bự nghe, mà đi đi ở đằng sau. Ông ngoại với bác Hai Ngọc là đi đằng trước, mà mình mới hai nữa là mình biết chắc chắn mẹ mình là đã mất. Mất thành ra mất trước rồi. Mất trước rồi. Thành ra mình mới đi quả hình. À. Là không biết chừng nào mới bỏ xác. Nhưng mà nó đeo đẳng hoài. Vậy là xảy ra hai lần rồi. Ừ, một lần mình, là ví dụ mình ngủ gì nó xuống không, mà mẹ mình nó nuôi ếch, ngủ như con ếch vậy đó. Trời ơi, nuôi ếch rồi hồi xưa ngủ... nó nuôi ếch ghê lắm à. Rồi lúc bà ngủ cũng giống như con ếch luôn đi ghen con ếch luôn, mà mình thấy vậy mình tội quá. Mình chưa năm hai đó là bà 85 tuổi ha, mà bà không có chứng kiến cái vụ này, bà thấy hiện tại quá trần à. Bà có quyền chứ đứa nào cũng phải tới đây cũng phải biết lo tu mới ở được, còn nếu không tu thì chắc khó ở lắm đó. Bà cũng nói vậy, đứa nào cũng vậy hết, ráng mà niệm Phật đi, ráng làm hiền làm lành lánh cái dữ, chứ đừng có cái gì trơn mới được con. Cao Hớn mến chào quý bà con cô bác anh chị em. Hiện tại Cao Hớn mình đang có mặt tại thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cũng đây cái nhà mình đang đứng đây cũng gần với nhà của Cao Hớn mình, là có một cái câu chuyện vừa xảy ra khoảng nửa tháng trước. Mình có đăng một clip về một người phụ nữ chết đi sống lại. Bác sĩ đã hai lần dùng cái máy để kiểm tra oxy hoặc là kiểm tra ấy đó mà tự nhiên bị tắt bị hư. Và hôm nay mình có một cái tin buồn, mình ghé mình thăm lại thì cô đã mất khoảng chừng một tuần 8 đến bữa nay. Thì qua cái câu chuyện mà tại sao cô mất, thì có nhiều khán giả ở trên kênh của mình xem qua cái clip đó, thì có nói là có thể là cô bị quỷ nhập tràng, bị ma nhập vô mượn xác để giống như là hành xác. Thì mình cũng có vừa trò chuyện với người con của cô, và đúng sự thật như vậy, là câu chuyện rất nghe rất là ly kỳ và hay. Thì sẵn đây mình thắp hương cho cô xong, mình nhờ người con của cô là chia sẻ lại câu chuyện đó như thế nào, tại sao cô mất, và câu chuyện đó sẽ diễn ra sau đây. Mời quý bà con cô bác anh chị em cùng Cao Hớn mình bước vào bên trong nha. Ở đây thì mình thấy cũng có một số ngôi mộ được đặt ở phía trước. Cô mới vừa mất còn lập bằng thờ ở phía trước này nữa nè. Dạ bà Sáu. Khỏe bà Sáu chị Cẩm? Bà mắc mà mình có thể xích vô đây với chị Cẩm. Đây cô này thì lúc trước á, khoảng nửa tháng trước mình có quay và một cái câu chuyện về cô, cũng hai người con chia sẻ. Thì hôm nay cô đã mất rồi, và cái câu chuyện về cô sẽ cho bà con cô bác biết được sự tâm linh và huyền bí xảy ra như thế nào. Thì em có thể mời chị Cẩm ra đây mình ngồi. Dạ. Chị Cẩm chia sẻ lại ha. Dạ. Chị Cẩm ngồi đó đi, con ngồi. Dạ. Kế bà Sáu đi. Bà lâu quá mới gặp lại bà Sáu. Lúc nào bà Sáu là cũng có một cái xôi chuỗi hòa niệm trên tay như thế này. Lúc nào cũng có chàng rồi. Dạ chị Cẩm ơi, thì cô mắc được mấy ngày rồi chị Cẩm? Dạ được 7 ngày. À vậy là thắc này thắc thứ hai. Đầu tiên. Thắc đầu tiên luôn. Dạ đầu tiên luôn. À, và cái câu chuyện về cô á, thì bữa hổm thì em có tiếp xúc thì một số khán giả nhắn tin cũng rất là nhiều. Nói cái này em xin phép nói thẳng nha. Dạ. Khán giả coi qua clip đó thì nói cô có thể là bị quỷ nhập tràng hay là bị một cái vong hương vong linh nào đó nhập vô để hành xác. Dạ. Thì theo như chị trong thời gian vừa qua đó, cô xảy ra và mất á, thì chị có tường thuật lại cái câu chuyện của cô như thế nào á chị? Dạ nói chung thì một số khán giả nói thì cũng đúng, mà bản thân như mình ở đây á, là một người con thì cũng hiểu, nhưng mà cái xác là xác của mẹ mình. Mà hồi lúc mà mẹ ở dưới thì bất tỉnh, thì nhỏ em nó đưa đi, thì clip trước mình cũng có nói rồi, mình cũng hiểu sơ sơ rồi. Mà từ lúc mà khi mà mình thấy ở giỏng quá đi, cái mình mới rước về đây. À. Đó mình rước về đây thì cái cửa mới nãy đó là còn ở ngoài đường. Thì
thì nhờ ông anh cũng chở thì mình ôm, là tại vì sợ mẹ yếu. Nhưng mà mẹ xuống mẹ đi được bình thường, mẹ chạy luôn. Tự nhiên mạnh vậy hả? Dạ, mạnh vậy đó. Rồi cái xong khi mà mình mở cửa nhìn thấy cái ngôi thờ của mình là của Quyền đó, với mẹ Quan Âm đó, là hai gánh họ là họ Nguyễn với họ Lương, là cái đổi sắc mặt. Cái... Là bà cô đổi sắc mặt liền. Dạ, đổi sắc mặt liền. Thế xong cái bà nói là bà về đắc Phật. Cái bà Sáu nè, bà thấy đi, bà mới qua mừng. Nói là Út về đây rồi thôi, gán mà ở đây với con cháu mà hả dưỡng bệnh, rồi có gì thì tu luôn. Dạ. Đó, rồi xong cái bà mới nằm ở đây. Bà nằm ở đây bà mệt. Bà mệt cái bà nói là về đắc Phật rồi. Về đây là bà ăn cơm là coi như là muối vàng muối bạc. Dạ. Rồi bà tu theo bà Sáu. Ồ. Chứ không có tu theo chị đây. Tự nhiên nói gì? À, nói vậy đó. Nói là tu theo bà Sáu, rồi nói bà Sáu là Phật sống. Ồ. Đúng rồi, bà Sáu là Phật sống đúng rồi. À, con với mọi người cũng hay nghĩ vậy. Ăn chay niệm Phật từ nhỏ đến lớn à. Mà trong khi đó bà thì bác sĩ khám là bên Tây y á là 3 người. Đông y á thì 2 người. À. Mà đi chùa mà đi thầy đó thì cũng 2 người. Mà sau này thì cũng có một người chỉ mình, là cái người đó thì ở xa lắm, người ta chỉ có qua điện thoại thôi. Người ta chỉ, người ta nói là mẹ bị vấn đề tâm linh. Tâm linh là giống như mấy người khán giả em nói nha. Giống như vậy nhưng mà nặng hơn, nặng hơn. Nặng hơn nữa. Là cái thứ nhất á, là mình là gốc Campuchia, không có xài đằng binh, mà mẹ lại thờ đằng binh, là bị hành, bị của Quyền hành á. Dạ. Là đi sai đường. Cái thứ hai nữa là mẹ là thầy, là cũng thầy bà, rồi có ấn, có chuông, có mỏ đồ luôn, tụng luôn. Thầy bùa. Đúng rồi, nó thầy bùa chứ không phải pháp. Thầy bùa. Thầy bùa. À, rồi xong rồi cái thêm cái nữa là bà đi, người ta biết bà thầy đó, rồi kêu bà đi cúng, đi tụng, đi cầu, đi xin. Là xin gì chị? Cái đặc biệt là xin số. Trời ơi. Như bà biết trước cái tương lai. Là đi xin số cho những cái người khác đánh. Dạ đúng rồi. Hôm nay nhỏ em mới ra bằng tầng đấy ha. Nó nói như vậy nè. Xin số cho người ta quýnh, xong rồi đưa chiếc xe cho người ta luôn, cầm lấy tiền đưa cho người ta luôn, rồi chơi luôn. Trời ơi. Mà bán qua chơi nha. Người ta chơi mà không biết gần sao nữa. Đó. Còn cái chỗ bà ở thì ở ngoài Cồn. Mà cái đặc biệt thì về đây thì bà nói vậy đó, thì mình cũng nghĩ thì thôi, chắc cũng có lẽ là tại cái số rồi. Chứ bà thì bà nói là bà chết bà không ra đây. Mà bà chết rồi bà mới ra đây là bà chết. Còn cái việc mà cái em Xiên hồi nãy có nói với em á, là về dưới cái căn nhà bữa nay á. Dạ. Là tháo dỡ cái căn nhà của cô ra. Dạ. Thì bà con cô bác ở dưới người ta xúm lại, người ta nói là bà chết 3 bữa, là cái câu chuyện nó như thế nào chị? Chết 3 bữa rồi. Chết 3 bữa là khoảng chừng 2 tháng trước. Tháng mấy 2 tháng trước đó. Là bà ngủ ở trong nhà là 3 ngày 3 đêm. Tại vì bà đâu có ở chung với con gái, không ai hết, có mình bà trong nhà. Dạ. Cái bạn bè bà, người này tưởng bà đi với người kia, người kia tưởng bà đi với người nọ. Mà cuối cùng mấy người đó họp lại thì không có đi với ai hết. Người ta mới là cãi cửa, mà cãi không có được. Cãi cửa nhà của bà. Cãi cửa nhà bà đang vô coi. Rồi người ta mới trèo trên nóc nhà xuống. Thì bà bật ngồi vậy. Bà nói là bà ngủ. Rồi bắt đầu hô lên thì mở cửa người ta quán. Ngày đó là ngày thứ 3 rồi phải không? Ngày thứ 4. Ngày thứ 4 luôn. Ngày thứ 4 luôn, là qua 3 ngày rồi, sáng lại là ngày thứ 4 là người ta mới phát hiện là bả không có gì hết. Vậy thì thôi. Rồi cái xong cái ông dưỡng ba ở trên đây thì ổng có kể cái vụ đó rồi, nhưng mà mình nghĩ thì không có gì. Đó, nhưng mà sự thật ra bây giờ mình mới biết rõ ràng là có một cái thằng đó 21 tuổi. Dạ. Yeah. Nó đi xà lan gỗ đó, không biết nó đi lậu cái đi gì mình không biết. Mà đi xà lan gỗ đi ngang đó nó chìm. Cái nó chết làm sao mà nó tấp vô ngay cái sàn nhà bả đó. Rồi cái người này người kia người ta mới vớt lên. Rồi cái người ta thiêu, không có người nhà, không ai nhận hết. Thì nó cũng giống như cô hồn mà, nhắc dơ, nhắc dưỡng vậy đó. Rồi cái xác của bả thì xác thầy nhưng mà yếu rồi. Chứ còn mẹ có cái án mà bị người ta ăn cắp rồi. Mà bây giờ sự thật ra là như chị biết người đó lấy luôn đó. Nhưng mà mình không nói được. Nhưng mà người đó, họ nếu mà họ có coi được cái clip này thì họ sẽ cắn gứt, mà họ sẽ sợ sệt lắm. Nếu mà có duyên mà họ coi được á. Là chứ... cắp cái dấu ấn của cô. À, của mẹ. Tại vì cái chuông tụng á, tụng để gọi hồn á, rồi thêm một cái ấn đằng lắc, đằng kêu.
chứ không phải là một cái, nhưng mà lấy một cái còn một cái. Là hiện tại giờ cái ông ở xóm nhà của nhỏ em ruột mình đó, ông xin cái đó. Thì ông không có nói với mình, nhưng mà ông không biết á. Ông xin cái đó, ông xài thì nói là thôi giờ nếu mà ông xin thì kêu ông đi gửi chùa đi 3 ngày hoặc 7 ngày hay lấy về đem về nhà, chứ đừng có đem về liền. Tại vì khi mà tụng á, cái tiếng đó đó là sẽ kêu được, gọi được mấy cái phần âm. Dạ. Ban đêm nữa, ban đêm khoảng chừng 7 giờ à. Dạ. Sáng mấy 7 giờ đấy ha. Là bà sẽ đốt một nắm nhang, mà không biết tiện đâu mà có bà mua nhang nữa. Bà đốt một nắm nhang, bà đi cặp mấy sông đó, miễu cái bà ghim vô mấy cây, ghim vô mấy cây dọc một đường đó, rồi cái bà giái. Rồi nhiều khi bà vô miễu bà ngồi luôn. Là người ta nói với mình đó. Ghê vậy bà sao? Rồi để có dịp nào đi đi xuống tới dưới rồi quay cái ngôi nhà của bà ở. Tại vì không ai dám ở đâu. Dạ. Mà quay cái ngôi nhà trước đó bà ở luôn, vẫn dạ. còn y thinh luôn. Rồi cái việc mà chị nói là ủa em có nghe em Xuyên nói là dân ở dưới sợ, hoặc có cái nói là bà cô này chết lúc đó, là trước khi trở về đây mà còn sống lại á, thì ở dưới cái chỗ vị trí cũ ở đó là nghe nói là chết 3 ngày rồi, sau đó mới bật tỉnh vậy, là mới làm những cái hành động đúng đó. Đúng rồi, đúng rồi, là bình thường lại nha, là làm những cái hành động đó xong phải không, cái đi cầu số tiếp. Thầy ơi, đi cầu số à, còn đi một cầu, cầu số cái cầu xong sao đó rồi ngã ngang luôn. Bà hổm em Xuyên có nói là cầu phải ngay một cái ngôi mộ phải không? Thì mình, người ta đâu có cho mình biết cái ngôi mộ đó, nhưng mà biết là bả đi cầu số, bả xỉu ngang à. Là có người, người ta nói nhưng người ta không có dám nói chứng, người ta sợ. Ừ. À, vậy là cái vấn đề tâm linh. Mà nói chung á, là biết sao không, tại vì á, mẹ hồi đó giờ năm nay mình 38 tuổi, là lúc mình khoảng chừng 15, 14, 15 tuổi thôi là mẹ đã làm cái nghề này rồi. Đó. Mẹ mới đầu là mẹ chỉ coi bói bài thôi nha. Mẹ lựa bài ra, mẹ lấy từ thằng 7 tới thằng ách. Là mẹ coi mẹ sẽ biết được cái bổn mạng của mình, cái số của mình tới đâu giàu, tới đâu nghèo, và mình sẽ gặp được chuyện gì như thế nào. Là coi 10 người là trúng hết 10, 100 là chỉ có sai 1 với 2 thôi. Dạ. Đó, rồi sau này cái lấy ông Dượng mình đó, là mấy bài binh bố chặn ra là đi cầu số, cầu hồn, rồi xin số ông Tà, xin số ông Địa. Rồi cái cuối cùng ra đó là ông đó, ông cũng bể nợ. Trước khi ông gặp mẹ đó là ông thiếu nợ, ông trốn bỏ xứ đi. Cái ông mới lên nghe người ta nói, cái mẹ mới đi xin số cho ông quýnh. Dạ. Ông trúng đợt đó là không biết bao nhiêu tiền mà ông trả hết nợ. Là cái ông Dượng của mình đó, là ông trúng được trả hết nợ, cái ông đi theo mẹ hoài, ông làm đại tử theo viết, rồi cái ở với mẹ luôn. Đó là nói chung thì mẹ thì không có chồng, ông thì không có vợ, thì cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà cái vấn đề đó là sau cuối cùng á, là ông bỏ mẹ mà mẹ xảy ra nhiều chuyện như vậy đó. Là tại vì một thời á, thì mình có thể là khiến cho những cái xung quanh á, những cái vấn đề tâm linh á, là vô hay là không vô. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là đã yếu rồi, si rồi. Là sau khi cô đã cũng như giống như là chết đi 3 ngày sống đúng lại rồi. Mà người dân ở dưới cái chỗ cô ở đã nói như vậy. Yeah. Và sau khi thi cầu cơ hay cầu số mà bắt tỉnh tại cái một địa điểm ngôi mộ nào đó. Yeah. Là bà bị phát ra bệnh y gan gì luôn hả chị? Dạ. Yeah, thì đó, phát bệnh vậy đó, rồi xong rồi bắt đầu là Xuyên nó mới đem về đó. À, là mới để đem về nhà lúc bữa hổm em dạ là bữa hổm quay cái clip đó đó. À. Là cái đợt cuối đó, còn cái đợt trước là khác, cái đợt mà chết 3 ngày đó là khác, cái trước đó nữa. Trước đó nữa à, chết 3 ngày là bà quậy dữ lắm luôn. À, thì đó, chết 3 ngày xong cái bà đi trên nóc nhà, bà giấu bánh tét người ta, rồi bà vô miễu bà ngồi, rồi bà đi lục cơm nguội người ta ban đêm. Bởi vì ở dưới người ta sợ lắm, mà mình thì mình cũng không muốn đi về dưới, nhưng mà nghe người ta nói vậy đó, rồi người ta cũng biết mình, người ta nói. Còn nhỏ em mình nó đi ở dưới mà dở nhà bà. Mà nói chung nhà bà là hồi lúc trước bà có cái nhà cấp 4 là bán tới giờ cũng còn để quen. Có dịp nào xuống dưới quay nhà bà đi. Dạ. Đâu ai dám mở. À, cái lúc mà chị rước bà cô về đây mà ở nhà của em Xuyên ngoại đó. Dạ. Thì lúc đó chị chưa biết là lúc cô sẽ mất 3 ngày ở dưới đã trước đó rồi. Chị đúng phát rồi. Hiện là mới về bà dưới dở nhà hôm qua hôm kia vậy, mấy người dân xóm lại người ta mới nói hả chị? Đúng rồi, đúng rồi. Hồi đầu quá thì mình chỉ nghĩ là mẹ bị xỉu rồi bất tỉnh thôi. Dạ. Bất tỉnh 3 ngày. Tại cái vụ đó mình cũng có nghe rồi, nhưng mà mình không có nghĩ là nó nghiêm trọng như vậy. Còn cái vụ mà mẹ mà đã xỉu cái đợt sau này là mình biết là mẹ mình đã mất rồi. Hay vì người ta ba hồn chín vía, bà còn có một vía một à. Ừ.
Yeah. Bởi vì mình làm, ví dụ mình kêu mẹ, cái bà gì đó. À, hết hồn liền. Giật liền. Tại vì đó, khi mà về đây rồi đó ha, cái bữa đầu tiên á, thì nói chuyện với bà Sáu nè. Thì gặp bà Sáu qua cái cũng cười vui vẻ rồi hứa hẹn tu đồ này kia nha. Đó, là ở đây rồi xong cái bữa thứ hai thì mình cũng để đây cái mình tắm rửa đồ cũng bình thường. Cái xong cái nói thôi giờ hội nước của quyền á, nhưng mà cho uống. Nhưng cho mà nếu mà có ra được thì ra, mà trả cái xác lại. Mỗi lần mình đốt nhang là 9 cây cái mình giấy, mình xin nó là của quyền là hai bên, là tất nhiên gánh họ Lương, gánh họ Nguyễn. Xin ngày nào cũng xin chân á, rồi cái bà có những cái dấu hiệu giống như bà sợ mình. Bà sợ mình dữ lắm luôn, như sợ chồng mình. Tại vì khi mình ăn cơm đó là lúc nào mình cũng giấy, mà giấy của quyền về ăn cơm với vợ chồng con. Ăn khô quẹt cũng giấy nữa, ăn với muối cũng giấy nữa. Rồi cái mình để hơi cái mình mới ăn. Kêu mẹ lên thì mẹ không dám ăn. Gì là đó, để ngoài trước bàn của quyền này hả chị? Không, mình ngồi bên đây nè, dọn trên cái giường trước, có cái giường cho mẹ mình nằm. Bây giờ à, mình dẹp rồi. À đó. Rồi tối thì mẹ mình vô đây. Ban ngày thì cho ra đây để cho mát, thoáng. À. Đó. Mình tối thì vô trong đây ngủ, đặng mà ngay của quyền đặng cho mà đỡ. Mà mẹ mình cứ nằm quay cái đầu người chết không à. Là cái đầu quay vô bằng của quyền? Không, cái đầu quay ra đầu quay ra lộ, lại hướng nằm của cái người chết. Người chết, à đúng rồi. Sao ngộ quá. Thì bởi vì với nó là vấn đề tâm linh, hành mình xác. Chị quay vô thì cũng quay ra nữa. Quay ra nữa, một đêm mình canh 2, 3 lần, 3, 4 lần, lần nào cũng vậy. Mình ra mình sửa xong rồi hơi ra thì cũng vậy nữa. Trời ơi. Mà cái đặc biệt đó là bà nói gì nè, như bữa nay gì phải không, mình đang ngồi nè. Cái bà nói là trước khi nay là 2 giờ là có xe hàng để rước mẹ. Nó đông lắm nghe, nó ập vô là không lợi à. Yeah. Là cái bữa đó đó dự định là cho ngủ ngoài đây. Tại vì đem vô đem ra ngoài cực, là dự định cho mẹ ngủ ngoài đây, là mình nằm đây luôn nè, là mình sẽ không đóng cửa. Mà nghe mẹ nói vậy đi cái mới sợ, thôi vậy thôi giờ vô trong. Cái mình mới lôi cái tủ mình tắn cái cửa buồng lại, ăn đừng cho mẹ đi lung tung. Thì vấn đề đó thì mình thấy như vậy thì mình cũng hơi lo, nhưng mà mình cũng biết. Cái xong cái bắt đầu quay ngang tới 4 giờ mẹ mình đi đó. Mà đặc biệt cái là khi mà 4 giờ đi là 1 giờ mấy, 2 giờ trưa đó nha, là nằm ngay đây luôn. Chị nằm ở đây à, cái cũng thiêm thiếp. Cái thấy ông ngoại là ba ruột của mẹ đó, với ông anh chồng thứ hai là mình cũng thờ. Là hồi đó ông bệnh hoạn mình cũng đi nuôi đó. Rồi xong một luồng đen bự đi ngang qua. Luồng đen chỗ nào chị có thể diễn tả? Ở trong đây nè, ở trong bàn thờ mình á. À trong bàn thờ của quyền nguyên luồng đen bự nghe, mà đi ở đằng sau. Ông ngoại với bác hai Ngọc là đi đằng trước. Mà mình mới có nhắm mắt thôi, nhưng mà chuẩn bị ngủ thôi chứ không phải là nhắm mắt mà mơ mơ nữa. Cái sao thấy vậy cái mở mắt ra thì mẹ mình mới nói là chị ba lại thăm em hả? Là chắc đó là mình dòm đồng hồ đó, đây canh bả hay canh đồng hồ lắm. Dòm để ý cái giờ nào đó mà bả nói sản hay như thế nào hay là người ta dục gì đó. Yeah. Ăn mà mình kiềm chế. Thì dòm là thấy 2 giờ mấy. Cái mình cũng sợ lắm, mình run, tại vì nhà có hai mẹ con hà, mà mình đâu có dám bỏ bả, mình cặn gợi với bả vậy đó. Đặng có gì mình cũng ôm, mình nắm đồ lại, bả mạnh lắm. Mạnh lắm mà. Cái xong hơi cái từ tới 3 giờ mấy chồng mình về. Đó, về là ở bên nhà bà Sáu, cái qua đây cái bé kể cho nghe vậy đó. Cái ông nói thì thôi đi, thì bà gán đi, là tính vài bữa mẹ mới đi chứ không phải ngay bữa đó nữa. Cái sao mà vô tình chồng mình đi rước con mình. Cái mình mới nói thôi giờ khiêng mẹ vô đi, chứ mẹ nói là 2 giờ mẹ đi. Mà chắc này vậy rồi cũng sợ, không biết 2 giờ ngày nào. Mà lúc trước thì mẹ mình nói là 10 ngày đi đó. Rồi đúng không chị? Mười mấy ngày nha. À, nếu mà tính ra là cũng khoảng chừng từ bữa tới nay là như ta cũng 14, 15 ngày đó. Chứ không ít. Mà tới cái bữa bà đi đó nha. Là tại vì là con nhỏ em nó giấy cúng cái đầu heo. Và nó mua cái đầu heo về nó cúng luôn đó. Thành ra là theo mình nghĩ vấn đề tâm linh chắc ba đợi cái đầu heo hay gì cũng biết. Rồi cái bà về đây đặt bà mãn nguyện nè. Tại vì bà nói là bà về đây một lần một thôi rồi bà chết cũng được. Ngộ quá. Và tự nhiên và có câu nói của cô đã từng nói, và nói về đây giống như vậy đắc Phật. À. Và liên quan một cái câu nói của cô nói với bà Sáu này nữa. Là nói bà Sáu là Phật sống nữa. À, nói Phật sống, đòi đi qua luôn. Đòi đi qua thăm bà Sáu và có từng lại bà Sáu luôn phải không chị? Thì đó. Lại bà Sáu luôn. Lại mà. Đây nè. Dạ. Rồi, vì bữa đó cái mới về đó con,
cái bà mới qua, bà qua cái bà nói út, cái nói trời ơi cô Sáu dán Sáu nha, dài ba mà dạ, gì nha, anh dài 300 tuổi. Cái bà Sáu sống dài 100 tuổi. À dài 100 tuổi nha cô Sáu. Anh ấy thôi sống nhiều khổ quá mà đừng có ham, tôi muốn đi về không biết chừng nào về đây. Nói vậy cái thôi cái này nè, về đây về đất Phật rồi ráng niệm Phật ráng ăn tương, cái nói dạ con về đây con nghe lời cô, bắt đầu lại lia lại lia lại bà Sáu lại tùm lum mất cái quyền đây tùm lum, tức là bà lại. Sáu khuyên là cô ấy đã nghe nghe cái lại lại tóm lại cái rồi mấy con này họ nói cái gì cô Sáu ơi cô Sáu con mép cô Sáu coi nè, nói với nhỏ này nè tao mép cô Sáu nè, tao nói rồi à mà sao nó cãi không à, la dữ lắm, la với nó dữ lắm, thôi quá rồi. Mà bà nói thiệt với cô á, năm nay đó là bà 85 tuổi ha, mà bà không có chứng kiến cái vụ này, bà thấy hiện tại quá trần à. Theo như cái này nhiều khán giả đã từng tuyên bố và nói như vậy á, chị Cẩm, là nói là bà bị giống như là chết đi rồi, giống như là những cái hồn ma quỷ xác khác nó mượn xác của bà. Dạ. Là cái điều đó, nhưng mà thời gian khoảng cách tháng nay thì chị là cái người tiếp cận với cô, thì chị có thấy cái điều đó mà khán giả nói gì có đúng không? Dạ đúng sự thật, nhưng mà có một số người thì họ chỉ nghi ngờ, như họ chỉ nói theo suông thôi, nhưng khi mình chứng kiến á mình mới biết rõ ràng là có, nếu như trường hợp mà mình không xin với củ quyền nha, mình không hỏi nước củ quyền nghe, mình uống rồi bắt đầu mình năn nỉ, rồi mình nhờ cái chư thần chư thánh đó, rồi mình nhờ hắc bạch vô thường đó để mà dìu dắt đánh đuổi mấy cái vong đi, là sẽ hành xác hoài à. Mà hành xác thậm chí đến nỗi mà ban ngày thì ngủ, ban đêm thì sẽ ăn. Ôi. Là có đó, mà tự nhiên mạnh mà mở cửa chạy chứ, luôn chứ bây giờ nghĩ đi, hỏi chứ gì chì buộc mà kìm á mà ngoài lại, mà mẹ mình á bả vô á mình nói tại sao mẹ mở cửa mẹ đi, bả nói là mẹ ấy chơi chơi thôi, có nó bung trời ơi. Là ở trong em mình á, là tại vì nó không, giống như là nó cũng có cái lòng nhưng mà nó không có được nghiêm trang, nó không có được mà chú tâm vô mà tin tưởng mà về cái gánh họ của mình, là nó nghiêm trọng như mức độ nào. Nó chỉ thờ cho có thờ rồi có cúng có đốt nhang thôi, nhưng nó không biết giái, nó không biết nguyện, nó không biết xin, thành ra làm không có lợi mẹ mình. Nhưng tới chừng ra đây rồi là quá bài bản rồi đó, là nhờ cái gốc của bà Sáu, gốc bà Sáu và củ quyền ở đây của bà Sáu. Đúng rồi, đúng quá. Rồi nhờ ở đây mà bà cũng xin dữ lắm nha con đó, bà xin củ quyền chứ đứa nào cũng phải tới đây cũng phải biết lo tu mới ở được, còn nếu không tu thì chắc khó ở lắm đó. Bà cũng nói vậy, đứa nào cũng vậy hết, ráng mà niệm Phật đi, ráng làm hiền làm lành lánh cái dữ, chứ đừng có cái gì trơn mới được con, phải dễ đâu. Dạ. Theo như cái cảm nhận mà con nghe chị Cẩm chia sẻ lại cho con á bà Sáu, là chị Cẩm từng nói là khi mà đưa mẹ về đây thì sắc mặt của cô đã thay đổi, cái đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mà khi mà bà Sáu qua trợ lực cho cô, phiên cô niệm Phật thì cô rất là vui mừng, và cô từng nói là bà Sáu là Phật sống nữa, thì chị Cẩm có nghĩ là cái điều đó là củ quyền và do bà Sáu qua trợ lực cũng như là củ quyền ông bà của bà Sáu rất là mạnh sẽ cầu nguyện và đẩy những cái vong nó đi ra khỏi người của cô? Dạ cũng nghĩ như vậy đó chứ, thành ra mới xin. Mà biết chắc luôn là bởi vì cái vấn đề mà tâm linh này đó, là mình phải gán cố gắng, mình tin rồi mình quy y thì mình phải làm y, mình đừng có mà cái vấn đề mà giống như giấy cúng vịt cúng gà cúng heo cúng này cúng kia, mà cái đó là cái cá nhân ai muốn làm gì làm, nhưng mà bản thân của mình đây đó là chỉ cúng tương. Dạ. Dạ. Đó, cúng tương bông hoa trái cây rồi mình xin, chứ còn mà đâu có ai đòi hỏi gì. Mà nếu mà mình cúng mà sai đó là sẽ đeo hoài, đeo đang ăn. Đúng rồi. Đeo đang ăn, chứ mắc gì bá ăn không được mà bắt đầu ăn thịt chó nè,
Ngộ. Rồi bắt đầu ăn thịt heo nè, ăn cơm nguội ban đêm. Mà cái đặc biệt là hồi lúc mà ở ngoài cái nhỏ em đó nghe, cái bữa đó là cũng khiến làm sao đó, là mình đi làm cái chủ nhà nó cho mình 200 ngàn, cái xong cái tới 3 giờ nó cho mình về luôn, cái mình mới ghé hỏi giờ mẹ muốn ăn cái gì thì con mua. Cái bắt đầu ăn bún riêu. Yeah. Mà bún riêu thì đâu có bún riêu tương, tại vì giấc trưa mà, cái mình mua bún riêu mặn. Giống như mình cũng biết bà sắp đi rồi nhưng mà không biết lúc nào thôi, mình xin thì thế nào cũng được, tại vì bao nhiêu người đều nói vậy chứ không phải là cá nhân mình. Mua một tô bún riêu vậy bà ăn hết trơn thịt huyết đồ bình thường nha, ăn không còn gì hết, còn nước hấp luôn, là ăn hết tô bún riêu đó. Mà về đây vẫn còn nhắc tô bún riêu nhưng không dám đòi ăn, mà tại vì bún riêu mà. Qua đây là đã cái củ quyền và chỗ có bà Sáu ở đây là đã ăn chay rồi. Ăn tương rồi, không dám. Dạ. Không dám đòi ăn nhưng mà nhắc. Khôn lắm. Khôn theo là khôn. Nói gì nè. Thôi cho ăn muối tiêu à. Ăn muối tiêu. Ăn muối tiêu chứ không ăn gì hết trơn. À. Khôn quá khôn. Vậy là cái lúc ở ngoài nhà có em Xiên á thì toàn là đòi ăn những cái món mặn và những món gồng gợn không à, quán ban đêm đâu không à. Khi mà chị đưa về cái căn nhà này thì bắt đầu thay đổi cái tính nết mà đòi ăn luôn. Ăn chay và ăn muối luôn. Ăn chay. Như thêm cái gì nè, bà năn nỉ mình, bà nói là bà nắm tay bà nói Trương ơi giờ mẹ năn nỉ con, mẹ khổ quá, chỉ có con mới cứu được mẹ thôi, con mới giúp được mẹ. Rồi cái bà ôm mình, bà hôn cái con nhỏ em mình, nó sợ bà cạp cái đầu mình đi. Mà hồi nào giờ bà đâu có tỏ ra cái thái độ mà giống như mà ăn cằn mà năn niu như vậy. Cái mình cũng để yên cho bà ôm luôn, tại vì mình biết dù sao cũng cái xác mẹ mình mà chưa có đến nỗi mà ăn thịt người đâu. Đó, ví dụ ăn con này con kia thôi. Cái xong cái bắt đầu mình mới nói là thôi bây giờ mẹ gán đi, mẹ niệm Phật tiếp con. Rồi từ từ chứ cứu mẹ giờ con cứu làm sao. Bà nói giờ con quýnh mẹ đi. Con quýnh mẹ cái đau là nó ra hả? Đau là ra. À, mà mình thì mình cũng biết cái nó không được. Nếu mà con quýnh mẹ là con bất hiếu. Bây giờ mẹ gán chịu đi, mẹ niệm Phật đi rồi xin rồi từ từ nếu mà có cái gì mà muốn ra đó mẹ nói đó thì cho nó ra hết đi. Bà nói nó ra không được. Nói vậy đó. Ra không được. À mà lúc đó thì bà nói mình là con. Lúc thì bà kêu mình là cô, bà nói chuyện với mình dạ thưa. Tôi biết cô rồi cô ơi. Đó vậy đó. Theo như chị nghĩ là trong người của cô lúc đó là đang có không, có lúc nghe mình ẩm bản phải không? Tại vì mình ẩm bà đi tắm mình biết, ở trong con Xiên thì mình tắm tại chỗ, không có ẩm bồng. Về đây là cái nhà tuốt anh sao á, ẩm bà có lúc tròn ơi bao xi măng 50 kg mình vác nổi mà ẩm bà không nổi. Ngộ quá. Thì bởi vậy có lúc thì bà đi, còn có lúc bà không đi thì mình phải ẩm bà đi tắm. Ôi đó ơi. Còn có lúc cái mình cũng tưởng bà nặng hai cái giò bà đó, cái mình dở lên, mình dở lên nó bật ngửa mình ngay sao nè, nó nhẹ hửng hà đó. Thì chị có nghĩ là cô khi mà đi cầu số cầu cơ vậy là có thể là bị những cái vong hay những cái quỷ đó để hành hạ, để trả lại cái sau này không chị? Thì nói chung á, thì sẵn đây thì mình cũng nhắn nhủ với những người nào mà nói chung là đam mê đó, là mê mà số hóa đồ đó, là tại vì là mình từ nhỏ mình đã biết mẹ mình mà mình còn biết nhiều nữa nhưng mình cũng hạn chế không dám nói. Mà ở xóm dưới á, thì người ta nói là mẹ mình á là đi cầu số cầu đồ này kia đó là linh lắm. Thì đúng là vậy, cho 10 người là trúng hết 9, mà cũng nhiều người chơi nhưng mà thật ra là không ai còn được gì hết. Cái người mà cho số trúng đó, bây giờ hai người mà mua miếng đất với nhà mẹ mình là bỏ xứ đi rồi đó, là nói mẹ mình là có thờ cái sọ đầu luôn. Trời ơi. Tại vì nói tại mẹ mình giống như là luyện thiên linh vậy đó. À thầy bùa giống như luyện thiên linh. Nhưng cái mà thật ra đó là mình phải đánh chánh lại, không phải là cái sọ đầu. Mà cái bà ở dưới đó bà cũng không biết luôn, tại vì bà không thấy được. Cái đó là biết cái gì không? Cái cho cốt. Hũ cho cốt. À cái hũ cho cốt, và mẹ mình mới quấn giấy đỏ lại rồi chùm lên, rồi người ta nhầm lẫn. Tại cái hũ bông sen nhỏ hồi xưa á. À. Thành ra người ta mới nhầm lẫn, người ta nói mẹ mình đó là thờ cái sọ đầu chứ không phải. Rồi người ta giống như nói linh quá rồi người ta tín ngưỡng á, rồi tự người ta thấy như vậy nhưng mà người ta không có biết rõ ở trong. Đó. Mà bây giờ á là nói chung á là đừng có nên đi cầu số cầu gì hết. Tại vì hả trời mở cửa quỷ dương xuống thế, quỷ sẽ xử quỷ. Nếu mẹ mình mà như người ta thì mẹ mình đâu có chịu khổ nửa tháng trời ở trong nhà của Úc Xiên.
Thì như cái clip trước thì quý bà con cũng thấy đó, cái nhà Úc Xuyên nó khổ vậy đó, mà mình ở đây thì điều kiện cũng đỡ hơn nó, mà tại sao mình không dám đem mẹ mình về? Cái thứ nhất là mình không biết áp giáp gì, mình không dám. Mẹ con thì mẹ con, nhưng mà từ nhỏ mình đã biết mẹ mình làm cái nghề đó rồi, mà đùng một cái vậy mình đâu có biết nguồn gốc làm sao đâu, mình đâu có làm càng được. Cái thứ hai nữa là mình biết chắc chắn mẹ mình là đã mất, thành ra mất trước rồi, mất trước rồi, thành ra mình mới đi quả hình à. Là không biết chừng nào mới bỏ xác, nhưng mà nó đeo đẳng hoài. Vậy là xảy ra hai lần rồi. Ừ. Một lần là ở dưới quê của cô đã mất 3 ngày, dân chúng ở dưới người ta đã biết rồi. Rồi ta biết rồi. Sau khi chị với em Xuyên đưa về nhà của em Xuyên ở là dạ, chị biết là sẽ mất một dạ, lần nữa. Đi quả hình trước ở trong đó. Dạ, đó. À, ai về mà vẫn không mất mà để kéo dài tới thời điểm mới mất khoảng tuần này. Dạ đúng rồi, là tại vì mình nhờ bà Sáu nè, xin tiếp. Giống như là bị tội đó, rồi dạ, mình rút đơn, mình xin giảm án gì đó. Chứ còn không thôi là không biết dây dưa tới chừng nào. Sáu thì lúc trước vợ bà Sáu có từng thấy những cái vụ mà ma quỷ nhập xác hay là cái này kia chưa? Sau khi cái sự việc mà cái cô này đã về đây và bà Sáu cũng ở kế bên đây từng chứng kiến cái sự việc xảy ra như vậy, thì bà Sáu cảm giác Sáu nghĩ như thế nào bà Sáu? Trời ơi, hồi đó đến bây giờ á, bà năm nay 85 tuổi nha. Thế bà nói con nghe nè, bà không biết sợ con ma gì hết trơn á. Dạ. Bà đi đâu bà cũng không có niệm Phật, bà không có sợ gì hết trơn á nha. Bà điều bà sợ gì nè, như bây giờ chắc bà không dám đi, tại vì bây giờ nó mà nó đập đá rồi đó, cái bà sợ là mũi sống, chứ còn cái người chết bà không có sợ đâu, không có sợ ma. Rồi hồi đó đến bây giờ là cái Út nó về đó, thì bà cũng khuyên với lại bà giá dữ lắm mà con, giá là của quyền trời Phật đuổi, nếu ma quỷ thì đi, đừng có lợi cái miếng đất này. Từ nào đến giờ đó, cha mẹ hồi đó tu đó cũng là ấy lắm nha con, chứ đây là không phải là thường à. Dạ. Ở ngay chỗ này là dữ lắm, chứ không phải thường đâu, không ai ở được đó à con, mà nhờ tu mới ở được. Thành ra ngang sau này ai cũng nói nhờ ông Tư với bà Tư á, tía với má là tu mới ở được đó. Rồi đến bây giờ bà cũng vậy, không có gì hết trơn á. Dạ. Có một lần là cô đã mất một tuần trước, thì bà Sáu từng chứng kiến khi qua đây gặp, bà gặp cái điều nó hơi kỳ lạ. Và kỳ lạ đó là như thế nào, bà Sáu có thể chia sẻ cho con và mọi người biết luôn rồi sao? Con biết sao không? Vừa tắt hơi là bà qua liền. Dạ. Bà qua rồi cái kêu lấy cái khăn đắp mặt, cái bà ngồi bà niệm Phật. Niệm Phật cái bà thấy hai cái chân á, giờ như vậy nè, cái bà mới nói, cái bà mới lấy cái tay á, bà sửa sao cứng quá à, bà sửa không có được. Cái bà kêu thằng cháu á, kêu thằng chồng nhỏ này nè, thằng em con lại nè, con ấy hai cái chân của mẹ lại con. Cái nó mày ấy vô, cái nó nói bà Sáu bây giờ lấy cái nhà dây cột của bà Sáu không được con, bây giờ con lấy mền vô con chêm đi, chêm đặng cho hai cái này cho ngay gì con đó, thì nó chêm đó à. chứ bà giờ bà nắm vô là cứng lắm. Bà Sáu thấy à, cái điều cứng đó là thấy nó kỳ lạ à, như thế kỳ nào lạ. Sao hả? Thường thường một người mắc là mới mắc là cách mấy tiếng là người ta vẫn cái thịt nó vẫn còn mềm mại thôi, còn mềm mại mà đâu có gì con, mà này ta vừa tắt thở là cứng liền, cứng liền, bởi vì bà mới nói kìa. Lúc đó chị cảm thấy vậy là thấy sao, thấy ngộ thì sao? Lúc mà mẹ em đang lằn chuỗi vậy nè, cái mẹ nói mẹ ơi dắt con đi hả, cái đầu xem chuỗi chạy vô đây, cái là mới thấy vậy là nghĩ là chắc mẹ đi, cái chạy qua kêu chồng với bà Sáu với con mình bển, có mình đây à. Thì qua thì cái mình nghĩ là chắc đi rồi, tại vì dắt 2 giờ là mình thấy vậy đó, thì mình cũng biết, mình cũng sợ, mình chuẩn bị, nhưng mà không ngờ là nó quá đột ngột, rồi cái cứng đơ cứng còng rồi cũng mà lúc đó là chị với bà Sáu là gờ vô là chân cẳng là cứng liền luôn, cứng dữ lắm, cứng như khúc củi vậy đó, trong quanh cứng thường không? Tắt thở thịt cũng vậy nữa, thịt cũng vậy nữa, mà một nửa tiếng đồng hồ, trong vòng nửa tiếng đồng hồ nha là bà thay đổi 3 sắc mặt. Một lúc á cái bắt đầu bà hồng hèo lắm, bà như bả vậy đó, bà hung dữ lắm nha. Cái
cái một lúc cái bắt đầu bà ngoan hiền với mình lắm mà nó xanh giỡn tái mét à. Cái một lúc thì trắng giờ trắng bọc vậy đó mà cái giờ tối này nè là đặc biệt giờ tối này nó sậm xì hả ngộ à. Cái bữa đó đó mình đang ngồi nói chuyện như bà hai bà chị với chồng mình, cái mà mình cũng ngồi quay mặt nữa là trước bữa bà mất đó, cái bà đi lại bà đưa hai cái tay vô bà bóp cổ mình cái mình cũng muốn đứng tim nữa là mình bị suy sụp rồi. Cái hai bà chị bé la bà đi nói sao làm kỳ vậy, cái bà nói giỡn thử rồi nó sợ không, mà mình đâu có sợ đâu, tại vì mình biết cái xác của mẹ mình nhiều khi mấy cái vấn đề tâm linh nó khiến vậy đó nó dục thôi đó, mình cũng biết điều đó chứ mình không có gì, nhưng mà những cái đó là những cái dấu hiệu mà không được bình thường, mà mình hiểu thì mình biết là vấn đề tâm linh là giống như là những cái vong linh mà dắt dơ dắt dưỡng gì đó, tại vì mẹ mình làm thầy là như cái nhà mà không có cửa chắc là nhiều vong theo. Đúng rồi, nhưng mà khi mà mình còn ắn còn mạnh, tao cho mày vô mày mới được vô, tao kêu đúng tên đúng họ mày mới vô, còn không đúng đâu có dám vô. Còn khi mẹ mình đã mất ở dưới quê bả 3 ngày mà người ta đâu có nói cho mình biết thì nó đã mở cửa rồi. Mất lúc đó là đã mở cửa. Ai muốn vô thì vô, ai mạnh thì ở lâu, ai yếu thì ra mau vậy đó. Cái việc mà mới vừa quà sáu mới vừa chia sẻ đó với chị đó, em hỏi đó, thì sau khi tắt thở là đã cứng mình mấy liền thì dạ. Theo như bà sáu cái cảm giác mà bà sáu thấy như vậy đó thì bà sáu có suy nghĩ gì, bà sáu cái người chết mà xa xưa tới giờ và cái người mà như cô đó vừa mắc mà cứng là cái điều đó xảy ra có thể là như thế nào, bà sáu? Bà sáu nói chắc có lẽ là người ta ra hết rồi, thành ra bà mới chắc từ lâu rồi, con nghĩ vậy đó, là mất từ lâu. Mất từ lâu cái bà nghĩ, tại bà cũng nghe nói bà vậy đó. Cái bà cũng nghĩ như vậy thôi, mà điều xong bà ngộ và ngồi và niệm Phật hoài, bà cũng không có nghĩ bà cái gì hết trơn á. Cái bà nói dạ ơi thiệt tình mà cũng có phước biết bao nhiêu đấy, về đây mà mất như gì đây, chứ còn ở nhà của ông Xuyên tội nghiệp nó dữ lắm, bị hành hạ hoài. Bị hành hạ hoài tội nghiệp, về đây có phước quá, có phước à. Trời ơi con ơi, phải cố gắng mới được, nhớ tới ngăn là của quyền thất tổ ông bà, thiệt là linh thiêng dữ lắm, con dai hết sức dai. Bà hồi trước đó, bà nghe nói ông ngoại là vậy, bà cũng nói thôi đi mình ăn tương. Bà cũng nói với nhỏ này nè, con ăn tương, bà ăn tương, mà nghe đức thầy nói gì nè, đức thầy nói quỷ ma phá rối người tu, coi chừng con đem về nó phá đây rồi con la sùm ở trên hết trọi nha. Cẩm bà thì không sợ, mà bà sợ cho con mới ăn tương đây. Cái nó nói bà Sáu ơi, bây giờ để con đem mẹ con về chứ như vậy không được. Tôi nói bà quá rồi làm sao, giờ con đừng la nghe không, nói cái gì nói nhỏ nhỏ sợ nó nóng đó, nó nóng tánh rồi nó la sùm. Bà cũng nói nó vậy đó, nó hứa với bà nào cũng gì hết thiệt. Nghĩ là về đây rồi mẹ quay đầu đó, quay đầu rồi cái nhờ bà Sáu sinh, rồi chồng sinh, rồi em sinh, rồi con em sinh nữa, nói chung cả nhà đều đốt nhang sinh, sinh ngày sinh đêm sinh hoài vậy đó. Rồi bà quay đầu lại rồi bà cũng biết ăn chay niệm Phật mấy ngày cuối, thì đó cũng là một cái hiệu quả rất là tốt. Nhưng mà mặc dù là mình biết là cái xác của mẹ mình, biết mấy ở trong cái mấy cơ thể con người bà là mấy con quỷ mấy con ma gì mình mà không biết, cái hồn khác, hồn xác khác mẹ nhưng mà hồn người đúng khác. Đúng rồi, mình biết vậy đó, rồi thành ra mình mới nhờ ơn trên á, người ta đánh đuổi tiếp mình, người ta trợ duyên cho mình để mà cho mấy cái hồn đó là ở đâu về đó hết, mình trả cái xác. Đó, nhưng mà mình lo cho mẹ mình chứ, để hành như vậy rồi hành mẹ mình, rồi hành mình nữa, rồi hành bao nhiêu người khác nữa, người ta cũng quen mang hỏi gì chứ, như mà buộc dây chì đó mà tháo ra rồi đi ai mà không tháo sợ. Một cách nhẹ nhàng. Bà nói lắc chơi mà bung ra bà đi rồi hỏi làm sao. Và từng nói là leo lên nóc nhà cái này kia của người này người kia để leo nóc nhà của người này người kia khi ở dưới quê khoảng tháng trước, mấy điều mới lạ mà không hiểu làm sao bà đi được. Mà thiệt sự thật nha, mình canh bà gì nè,
mình không thấy bà làm gì chứ. Mà mình quay ngang quay lại là bắt đầu động tác bà làm cái chuyện mà mình không nghĩ là bà lấy được cái đó luôn, mà lấy nào không biết luôn. Dạ. Có cái vấn đề này ở clip trước em có đến cái chỗ nhà của em Xiên, khi mà bà cô này ở ngoài nhà, ở ngoài chợ ngoài kia. Dạ. Thì chị có nói là mướn 2 triệu thầy 2 triệu về lập bàn thờ để cầu xin lấy đồ để cho cái những cái vong hồn này xuất ra là mẹ chị sẽ ra đi. Dạ, lúc đó rồi. Ông thầy đó có nói là giống như là, xin lỗi mình nói thẳng thắn luôn ha. Dạ. Giống như là quỷ nhập tràng không? Cái câu đó câu nữa hay chị. Thì, ông thầy đó có nói gì không? Có nói luôn. Vậy đó. Như như hồi từ đầu tiên là mình nói đó là bị của quyền hành nữa. Của quyền hành nữa. Dạ. Là tại vì mình gốc Miên không có đằng Binh. Dạ. Mà mẹ thờ đằng Binh. Đó, thành ra bị của quyền hành nữa, thành ra mình xin với cũng mau chứ không có đơn giản. Nhưng cuối cùng là chị cũng như là đem về đây nhờ bà Sáu trợ lực để niệm Phật để xin phép của quyền. Dạ. Thì cô đã thay đổi sắc mặt và thay đổi tính tình. Dạ. Và muốn cầu xin để ra đi sớm, mà giống như là niệm Phật đi tu những cái vong đó đó. Phải. Dạ. Không bà Sáu? Dạ. Bà Sáu là lần đầu tiên cũng chứng kiến trong đời một cái sự việc xảy ra như thế này đó bà Sáu. À. Chứ đó giờ bà Sáu có nghe mà cũng chưa thấy chưa ấy phải không? Không có nghe mà không có thấy mà không có gì hết trơn á. Dạ. Đích thân là tới bên nhà luôn. À bây giờ hiện tại nè, thấy hiện tại thiệt à, thấy rõ ràng luôn á. Con cũng nghe nói là cái câu mà nói là quỷ nhập tràng thì con cũng không biết được, con chỉ nghe qua cái câu chuyện người ta kể cho con nghe thôi. Nhưng mà đích thân hôm nay là thấy cái hoàn cảnh của cô như vậy và cũng gần nhà với chị Cẩm cũng từng ở đây nuôi và chia sẻ lại, theo con thì chắc cái câu nói đó là chắc cũng xa xưa giờ cũng hiện tại gì vẫn còn. Tại vì cái điều mà chị kể cho em nghe đó chị Cẩm là thấy là rất là đúng với những cái gì khán giả đã từng nhắn tin cho em. Dạ. Như Miss Sa Hom còn, nhưng mà mình phải tin nha, chứ mình đừng có chủ quan. Là cái vấn đề khi mà mẹ mình mà đi đó là không có cho con mình qua mà cũng không cho ai hay. Tại sợ, tại vì thầy người ta cũng có nói là khi mà đi rồi là không có ai được đứng dưới cửa, nhiều khi nó vô yếu bóng vía đó. Là ông thầy ông dặn. Dặn như vậy đó là... Mà tất nhiên là trong khi đó mà không phải là mẹ mình mà những người chết bình thường, người ta cũng không có cho mà đi đưa lúc mà đứng bóng đó, là người ta sợ đó. Mà cái này là nhà mình là mình biết chắc chắn luôn điều đó sẽ xảy ra 100% nha. Do đó là chị không có cho bà con hay cũng như không, không cho người quen lại. Dạ. Lại thăm. Dạ đúng rồi, không có cho ai hay. Chừng nào liệm xong mới cho. Là tất nhiên là chắc đó là đã đi rồi, là không còn gì nữa hết rồi đó. Ngộn ha. Dạ. Phải rồi. Sợ khi là khi mà chưa liệm á. Dạ đúng rồi. Cái dòng nó còn quẳng quẳng sẽ tìm một cái dòng khác hạp để vô. Nó tìm cái xác. Cái xác khác á, nó hạp nó vô cái nhất. Chứ nhiều khi á, là mình mà không ấy là nhiều khi nó nhặt trở lại giống như mẹ mình bữa hổm mà sống lại vậy đó. Chứ không phải mà nói chuyện thường, thành ra không dám chơi hay hết. Liệm xong hết rồi mới cho người ta hay rồi đó, ai lại được thì lại đó. Thành ra là nhắn nhủ như vậy thôi. Mà nói chung tóm tắt lại thì cái câu chuyện này cũng đi xây dòng là vấn đề tâm linh. Là tốt nhất mình đừng có nên chọc phá ai hết, mình đừng có kêu ghéo ai hết. Nhiều người sống thì còn cãi với nhau tay đôi. Ừ. Cự cãi. Còn cái vấn đề mà cái người cõi âm á, người ta sẽ vô thẳng mình luôn mà người ta khiến cho mình. Mình ví dụ mình ngủ gì nó xuống không? Mà mẹ mình nó nuôi ếch, ngủ như con ếch vậy đó. Trời ơi. Nuôi ếch rồi. Hồi xưa bà nuôi ếch ghê lắm à. Rồi lúc bà ngủ cũng giống như con ếch luôn. Y gan con ếch luôn, mà mình thấy vậy mình tội quá, mình chịu đâu có nổi hành xác đó. Chứ mình trời cũng ơi. Biết chút đỉnh cái mình lấy cái ghế mình để cái gối lên mình chim đang gì nè. Mà bà không chịu. Bà đẩy cái ghế đi ra vậy, ba anh ngủ khế bên đây bà nghe. Rồi vẫn nằm giống ếch. Nằm giống con ếch vậy đó. Thành ra xinh dữ lắm luôn. Là tất nhiên là bà chả muốn đủ nghiệp đó. Bà đi, bà nằm như vậy rồi mà người ta lại á giống như yếu tán hơn bà đó, lại người ta coi đang ta chỉ thầy á. Ở ngoài nhà Úc Xiên á. Dạ. Bà nói mày là cái đồ bá dơ, mày không có bản lãnh nói chuyện với tao đâu, mày muốn coi không tao coi cho mày. Chỉ ông thầy à? À chỉ cái bà đó đó, cái bà mà chỉ ông thầy á. Bà kia cái bà nói vậy bà coi đi, cái đầu mình thấy vậy mình mới quạo, mình mới đuổi bà, không cho bà ngồi chứ không thôi là bà coi cho bà kia luôn. Bà thấy coi bà trải nghiệm luôn. À có ngược lại cho bà thầy luôn mới ghê chứ trơn á. Tức là cái bà là thầy mạnh hơn bà kia rồi. Thầy mạnh hơn, rồi bà mới chửi. Nói bây giờ bà bị gì tôi coi rồi ấy thì giờ hả lập bàn cúng chứ giờ bà quậy quá ai chịu nổi. Mày là cái đồ bá dơ, mày đừng nói chuyện với tao, mày muốn coi không tao coi lại cho mày. Đó. Dạ.
Thôi cũng tối rồi chị Cẩm ơi, bà Sáu cũng hơi tối để cho bà Sáu về ngủ. Nhà bà Sáu là sát nhất bên đây nè quý bà con cô bác. Đây là bà Sáu mà lúc trước mình cũng có quay một số clip đăng bên kênh Thích Lăng Thang cũng như kênh Cao Hớn. Ăn chay niệm Phật từ nhỏ đến lớn, không chồng con. Nhờ bà Sáu thì trợ lực trợ duyên niệm Phật cầu sinh. Mẹ của cô Cẩm này thì mới ra đi thanh thản và khỏe, biết niệm Phật luôn. Đó cũng là điều rất là hay và tốt. À, bà Sáu còn có lời nào nhắn nhủ đến bà con cô bác không bà Sáu? Nhắn nhủ sao đây? Bà con niệm Phật hay là như thế nào theo bà Sáu? Dạ, bây giờ quên đấy mẹ mẹ nói với bà con, ai cũng dán lo niệm Phật. Chứ bây giờ từ hồi đó bây giờ mới có gặp cái hoàn cảnh này quá đi. Thôi bà con ráng niệm Phật đi, đặng mà tai qua nạn khỏi hết, không có ai cái gì hết trơn á. Chứ cái này tâm linh quá rồi. Dạ, tâm linh nó nổi lên tâm linh quá rồi, Đức Thầy cũng cho mình biết hết trơn à. Bà Sáu từng không tin tâm linh, không tin vào ma quỷ hay gặp ma gặp quỷ. Nhưng mà đích thật mà nhà bà Sáu kế bên nhà của chị Cẩm và cô, và bà Sáu qua lại và để thấy như vậy, bà Sáu mới thấy được cái chuyện mà giống như là ma quỷ mà làm là có thật á bà Sáu. Quỷ ma phá nói nha. Dạ, phá nói người tu nữa. Tu lơ mơ nó phá dữ lắm. Quá. Vậy là đúc kết lại giống như là cái câu nói của người dân gian của người ta ngày xưa tới giờ, người ta nói cái câu là quỷ nhập tràng là đôi lúc là cũng có sự thật hay chị không? Tại vì chị cũng từng chứng kiến người mẹ của mình như vậy. Yeah. Và sau khi tắt thở lại cứng ngắc mình mẩy liền, giống như là cái thân xác đó đã mất từ lâu rồi. Dạ, yeah, đúng rồi. Mất từ lâu luôn. Ở đây. Dạ dạ. Ở chưa có ngủ ở đâu mà. Dạ dạ. Con sợ bà Sáu mệt. Rồi thôi vậy cũng hơi tối rồi, để mình ngồi trò chuyện uống nước chút xíu với bà Sáu cũng như chị Cẩm. Đây là câu chuyện có thật nha quý bà con cô bác. Đích thân bà Sáu này kế bên từng chứng kiến và từng thấy. Bà Sáu là người tu từ nhỏ đến lớn, cũng chưa một lần để gặp ma hay gặp quỷ gì để tin tưởng hay này kia. Nhưng bà Sáu đã thấy chứng kiến và bà Sáu hôm nay cũng ngồi đây muốn chia sẻ để cho bà con cô bác mình thấy và biết. Sống cũng như là gắng sống tốt, sống thiện hả bà Sáu? Để mang lại cái quả cho tốt lành. Dạ. Thôi em cũng cuối cùng em cũng xin chia buồn cùng chị Cẩm với gia đình ha. Cô cũng mất rồi mà trước khi cô mất thì chị cũng như là bà Sáu đã hướng cho cô cũng như là hướng cho những cái vong hồn nó được đi thanh thản và biết niệm Phật, biết tu luyện thì cũng là một cái điều tốt quá trời tốt rồi. Dạ. Xin chia buồn cùng chị nha. Dạ. Chứ sẵn đây nhớ tới đâu thì nói tới đó. Cũng nhớ được một điều là khi lúc mẹ đương thời á, cái mẹ làm vậy đó, cái người này người kia cũng nói với mẹ, nói là sau này á, là mẹ chết thảm lắm. Người ta cảnh báo cho cô đúng trước rồi. Luôn mà anh em của mẹ thôi chứ không ai xa lạ, anh em ruột của mẹ nói vậy đó. Nhưng mà thảm thì cũng có thảm, chả thì cũng có chả, nhưng mà nhờ tu, sự thật là cũng nhờ tu, là như bà Sáu tu nè. Rồi bà Sáu mở đường mở lối đó, rồi cái đầu bà Sáu bà mới bồi dưỡng, bà chỉ dạy mình, cái mình cũng tu theo. Nhưng mà mình chưa có dám nói là mình tu, nhưng mà mình cũng đang tập sự. Chẳng hạn như giờ mình thay vì mình cắt cái nhà mình giấy cúng heo cúng gà chi, mình giấy ăn tương đi một tháng hay hoặc một năm hay hoặc là hai năm ba năm vậy đó. Rồi mình làm cái gì đó mà theo cái ước nguyện của mình muốn đó, mình cứ giấy ăn tương, thì mình làm xong rồi thì mình ăn tương. Hay hoặc là lại như mình thì mình đi phụ hồ cái cũng cực khổ, nhưng mà mình lại thì nó đau nha, đau chân. Mà mẹ mình mắc là mình giấy lại 100 lại đó, là mình cũng lại rồi luôn. Thành ra mình nghĩ hai cái này là nó rất là hay, là nó cũng liên kết với cái vấn đề tâm linh. Theo em nghĩ nếu mà chị không đưa mẹ về đây á, cũng như là để niệm Phật để cho trước bàn cô Quyền, cũng như là có bà Sáu và để trợ lực và để kêu niệm Phật, thì cô sửa đổi lại tánh tình và biết niệm Phật và rồi biết ngày giờ để đi luôn nữa. Dạ. Đó. Cũng rất là hay. Dạ. Đây là một cái câu chuyện nghe rất là ly kỳ, tưởng đâu là không có, nhưng mà thật ra là xảy ra sự thật. Những cái gì chị Cẩm cũng như bà Sáu chia sẻ nãy giờ đã từng xảy ra trong khoảng gần một tháng trở lại nay. Giống như là một người mà chết đi sống lại, mà gọi là ngày xa xưa bà con của bác ta gọi là quỷ nhập tràng, thì nó liên quan về tâm linh. Thì mình nghe sao mình nói vậy ha chị Cẩm? Chị Cẩm cũng đừng có nghe em nói gì mà buồn nha. Dạ, em nghe sao đó. Cũng nói vậy thôi.
Thôi vậy cũng tối rồi, mình xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi ạ.